Ông Long, tôi không ngờ ông gài bẫy tôi. Tôi thật lòng xin lỗi anh. Thôi cho nó qua đi. Nói cho cùng thì tôi đâu có nhờ ông làm cái chuyện gì quá đáng đâu. Hàng trăm năm nay, cái nghĩa địa vẫn tồn tại ở nơi đó. Có mất vệ sinh môi trường hay không? Nào chúng tôi bỏ tiền ra để cải tạo toàn bộ khu vực đó, tạo cho mọi người có công ăn việc làm. Anh yên tâm, còn nước thải thì chúng tôi sẽ cho xử lý thật kỹ. Cứ cho là tôi đồng ý đi. Nhưng mà nếu thường vụ không chấp thuận thì cũng kể như thua. Thường vụ cụ thể là ai? Là ông? Tôi? Là ông chỉ huy quân sự? Hay là ông sở giáo dục? Tôi nói cho ông biết, tôi từng ở cơ quan nhà nước. Tôi thừa biết khi triển khai một công tác gì, thì chủ yếu là do người theo dõi công việc đó đưa ra mà thôi. Tất nhiên là sẽ có người này người khác phản đối. Chính vì vậy, cho nên chúng tôi mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Nói cho cùng, với đồng lương ba cọc ba đồng thì ai lại không muốn có chút lời lộc riêng, đúng không? Nếu như tôi phản đối thì sao? Ông sẽ không dạy gì đánh đổi những thứ mà ông đang có. Thôi, nhận đi. Thôi được rồi, tôi sẽ thử coi sao. Nhưng tôi không hứa trước điều gì đâu nghe. Nhưng tôi cũng phải nói cho ông biết rằng, nếu chúng tôi thất bại, thì chúng tôi không phải là người nhận hậu quả đầu tiên trong cái chuyện này đâu. Đã muốn làm chính nhân quân tử thì không nên mê tiền và mê gái. Tại sao mình lại dại dột đến như vậy không biết. Có lẽ vì từ lâu nay thành công đến với mình quá dễ dàng. Mình không thể giúp hắn, nhưng cũng không thể không giúp hắn. Gì vậy bà? Có chuyện gì hả? Họ làm cái gì bà? Hay là chính con Hà nó làm cái gì bà hả? Thôi, không làm ở đó nữa thì thôi. Đã từ lâu tôi có muốn bà làm ở đó nữa đâu. Mà phải có cái việc gì rõ ràng là tụi nó mới vậy. Rồi 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 rồi, để tôi gọi điện cho nó. Ai gọi vậy em? À, con Lệ đó mà. Đằng nào thì mai em cũng lên công ty.
Thôi mà em ở nhà đi. Không, em ở nhà chắc em bệnh quá à. Vậy thì tùy em. Nó cúp máy rồi. Alo. Alo. Được rồi. Cái gì? Cái gì đây? Để tôi đi gặp nó. Vô. Ôi trời. Alo. Có chuyện gì vậy ba? Tao hỏi mày có chuyện gì mới đúng. Thì nếu con nói con cho má 100 đô bị lộ sao? Với lại má ở gần con thật sự không có tiện. Con lúc nào cũng phải che giấu tình cảm của mình. Thôi nha, con phải vô đây. Không thôi để anh nghi đó. Vậy thì cái chuyện 100 đô là sao? Tại sao mà không nói? Vào đi. Dạ. À, cậu ngồi đi. Dạ. Sao? Nghe nói cháu Vân bán nhà ra mở công ty gặp khó khăn lắm hả? Dạ. Dạ, nó mở công ty ngay cái thời điểm mà thị trường nhà đất đi xuống. Dạ, thưa với anh là anh đã coi qua cái dự án nhà máy thuộc gia của công ty Thần Tốc chưa anh? Rồi, tôi chỉ ngại về địa điểm. Ở đó gần trung tâm quá. Nhưng mà cái khu đó là khu mã anh à. Dân cư thưa thớt lắm. Nếu mà mình cho họ xây nhà máy á, thì ngay lập tức mình sẽ có tiền để thực hiện cái chuyện đền bù giải tỏa. Anh thấy không? Cả chục năm nay rồi, nói cái chuyện đền bù giải tỏa mà có làm được đâu. Không có tiền thì chịu. Anh thử tham khảo các anh em khác, xem sao. Dạ. Về xây dựng, đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Dạ. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà. Dạ, tôi cũng đã trao đổi với một số người. Người tán thành cũng có, mà người phản đối cũng có. Nhưng mà nói chung thì họ đều đồng ý với nhau ở một cái điểm duy nhất. Là làm sao mà giải quyết tốt được cái chuyện xử lý nước thải của nhà máy thuộc gia. Nếu vậy thì dự án này anh cứ quyết định. Dạ. Nói thật thì tôi cũng quá nhiều việc rồi. Dạ. Mà cũng chỉ còn một năm nữa là tôi nghỉ hưu rồi. Chắc gì ở trên cho anh nghỉ đâu. Không có cho tôi nghỉ thì tôi cũng xin nghỉ cho bằng được. Tôi nghỉ để cho mấy anh em trẻ còn lên chứ. Dạ. Dạ anh nghe điện thoại. À, được dạ, rồi. Xin phép anh. À. Dạ. Alo. Ờ. Ừ, được rồi. Ờ. À.
anh không tin em thì thôi. Chuyện của anh Long làm em đâu có biết gì đâu. Anh ấy lợi dụng em mà. Nhưng mà tôi không tin là cô không biết. Nếu mà anh nói vậy thì thôi, chúng mình không gặp nhau nữa là xong chứ gì. Cái gì vậy? Em đi đâu vậy? Em đi về quê. Đi gì mà đi? Ở trong này không có nghề ngỗng gì hết. Anh hứa xin việc cho em. Chứ không phải là em đang ăn lương của ông Long hay sao? Nếu mà anh nói vậy á, em đi. Trời ơi, thôi mà. Đi đâu? Thôi mà, giận cái gì vậy không biết nữa. Cái mặt kìa, chút giận. Anh nói nghe nè. Bây giờ nghe nè. Từ nay trở đi, anh lo. Được không? Thôi mà, anh lo mà. Thôi mà, anh lo nhiều nhiều. Chủ tịch và ủy ban giao cho tôi xử lý việc này. Trước tiên thì anh phải làm việc với bên chuyên môn, coi cái chuyện xử lý nước thải của nhà máy anh thế nào, thì lúc đó chúng tôi mới có thể cấp giấy phép cho anh xây dựng nhà máy ở chỗ đó được. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ tuân thủ các quy trình một cách nghiêm chỉnh. Nào, bây giờ chúng ta uống mừng công việc bước đầu thuận lợi. Uống mừng? Tôi thấy có cái gì vui đâu mà uống mừng. Hôm nay tôi tới đây để nói với anh tất cả là như vậy. Ha. Anh đừng tưởng rằng anh đã lấn được bước thứ nhất thì anh sẽ vượt được qua bước thứ hai. Ha. Tôi hiểu. Tôi rất hiểu. Anh, đừng giận mà anh. Ông ta tức cũng phải anh ha. Làm bộ làm tức thôi. Ông đòi nhà máy phải có hệ thống nước thải một cách rất nghiêm túc. Khu mã bản thiểu ấy mà sạch sẽ cái gì? Lại còn cái kênh nước đen điện thui điện thủi. Mình xả thêm chút xíu nước thải nữa có gì đâu. Có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Thôi anh cũng bớt giận đi. Uống với em một ly. Em mời anh. Em có biết không, trong cái phi vụ này, em có biết là anh đã hy sinh điều gì lớn nhất không? Không. Là chính em cục cưng à. Chuyện này anh nói hoài à. Chị à, chị phải bình tĩnh nha. Chị yên tâm đi, không có sao đâu mà gây đáng lên. Mạnh mẽ lên nha chị, không có chuyện gì đâu. Chúng em ủng hộ chị mà. Cô đã chuẩn bị đối diện với thử thách chưa? Dạ, tôi đã chuẩn bị rồi. Dạ. Chị cố gắng lên nha chị. Chị sẽ khỏi mà. Ráng lên nha chị. Cố gắng lên. Ráng nha chị. Cảm ơn mọi người, không sao đâu.
không biết có làm sao nữa. Hy vọng là không sao. Không biết lần này phẫu thuật lại chị ấy có đi được bình thường hay không nữa. Mình hỏi rồi, bác sĩ nói năm ăn năm thua. Mà lạ thiệt á, mình có người bà con bị thương gần đứt mà vẫn nối lại được. Còn chị Dân á thì cũng tùy vết thương thôi mà, còn tùy theo thể trạng bệnh nhân nữa chứ. Tội cho chị Dân quá, người tốt như chị mà toàn gặp chuyện xui xẻo không à. Lại trời lại vật. Mình có gì nha chị Dân. Đây, để ba cho. Nè, qua đây chị ẩm nha. Ẩm nó, đi. Rồi, qua đây để cho ba nghe điện thoại nha. Rồi. Alo. Rồi, tôi tới liền. Có chuyện gì không anh? Trong cái này chơi nha. Ông Ngạn, ông gọi anh tới quán biển nhớ để nhậu mà. Anh cứ tới đó đi. Biết đâu, ổng có chuyện muốn giao cho mình. Không có đâu. Còn của ông còn không giao. Anh là cái thá gì? Dân bán nhà mở công ty mà không nói với ổng. Ổng tức lắm. Còn anh, sao có vụ xây nhà văn quá. Bỏ túi cho ổng đâu có ít tiền đâu. Biết đâu. Thì chắc ổng đang ăn nhậu với bạn bè rồi gọi anh tới trả tiền vậy thôi mà. Được ổng tín nhiệm là tốt rồi. Ổng vừa là phó chủ tịch, lại còn phụ trách mảng xây dựng nữa. Biết đâu. Thôi anh đi nha. Ừ. Hello. Ba đi nha. Cục cưng. Thôi anh đi nha. Dạ anh đi. Dạ mời anh. Chúng ta. Dạ cảm ơn chú. Nâng ly lên. Rồi tôi xin được phép trân trọng giới thiệu. Giới thiệu với anh Long. Đây là cậu Nam, giám đốc công ty Thiên Long. Còn đây là anh Long, cũng là giám đốc. Bởi vì cả hai người đều là những người thân thiết của tôi, cho nên chúng tôi muốn tất cả chúng ta ở đây đều làm quen với nhau. Nào, xin mời cùng ly. Rất hân Dạ. Xin mời. Nào, mời ngồi. Dạ. Mời ngồi. Thưa chú, chắc là ngoài việc giới thiệu cho con làm quen với anh Long đây, chắc còn... Tất nhiên rồi, chú cũng hiểu ý của cháu. Anh Long đây là người muốn xây dựng một cái nhà máy ở trên khu mã Bất Vọng. Về dự án thì cơ bản đã hoàn thành, nhưng mà về chi tiết thì còn một số cần phải bàn lại. Nhưng mà trước tiên thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tính tới cái phương án di dời, bồi hoàn cho người dân ở trong khu vực đó. Nếu như không có gì trở ngại thì tôi xin được trân trọng giới thiệu. Cậu Nam đây là giám đốc cái công ty sẽ xây dựng cái nhà máy đó cho anh Long. Rất tốt. Vậy thì còn gì bằng. Mời. Mình cùng nâng ly nha. Dạ. Quả thật tôi rất là bất ngờ. Con cảm ơn chú. Cái gì đâu. Sao vậy? Bình tĩnh nào. Theo chú thì cái chuyện này đối với công ty của cháu chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì cháu đã xây dựng một cái nhà văn hóa huyện rất tốt. Đúng không nào? Dạ. Nếu vậy thì chúng ta cùng cụng ly. Xin mời. Chúc mừng cho công việc chúng ta sớm thành công. Hy vọng là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Mời anh. Mời. Hậu, con ra mở cửa coi ai vậy? Dạ. Cô ơi, cậu về. Đó, mới nhắc mà ba con đã về rồi đó. Thích nha. Anh về rồi đó hả? Buổi nhậu có gì vui quá. Kể em nghe coi. Hậu. Hậu ơi. Dạ. Mà cái này vô giặt cho cậu đi. Dạ. Hey, đâu cho bà ẩm cái coi. Cho bà thương cái coi. Chắc là nhờ lọc của thằng Thiên Phúc rồi phải không? Anh á. Hôi rượu quá
Ngủ đi con. Cho anh nằm chút xíu coi. Em thức rồi. Người ta sắp xây dựng nhà máy, chắc là nhờ hưởng ấn tượng hồi xây nhà văn hóa. Họ ngu gì mà làm việc với người khác. Xây nhà máy hả? Nhà máy gì? Ở đâu? Nhà máy thuộc da. Nói chung là da trâu, da bò, da ngựa, da dê, tất cả các loại da. Để mà làm phục vụ cho sản xuất giày, vali và làm đủ thứ. Nhưng mà ở đâu? Ở khu Mã Bất Vọng. Mã Bất Vọng? Ừ. Mà sao em ngạc nhiên quá vậy? Chỉ là khu đó có nhà của bà Sen. Thì sao chứ? Anh được tham gia vào ban bồi thường, và anh sẽ chiếu cố cho bà ấy. Mặc dù bà ấy đã lấy tiền của mình, 100 đô, thật khó tin, nhưng mà lại là sự thật. Đừng khóc nữa mà. Thôi đi vô tắm cái đã. Mệt quá. Anh Nam ơi, anh chưa biết đâu, nơi đó có phần mộ tổ tiên ông bà dòng họ nhà em. Má em chính là đứa cháu cuối cùng của dòng họ. Má em không đơn giản như là anh nghĩ đâu. Mẹ thương, thương con. Em làm gì mà ông trời nỡ hành hạ em như vậy hả anh? Em đừng buồn. Bác sĩ nói tuy lần này chưa được, nhưng rất có thể ở lần sau. Họ nói vậy mà anh cũng tin. Họ chỉ là an ủi, chỉ là muốn em không suy sụp tinh thần thôi. Anh xin lỗi. Tự nhiên em lại gắt với anh. Anh có lỗi gì chứ? Hôm đó chúng nó đến để hại anh. Giờ em lấy anh nghe. Không. Em đừng trả lời vội. Đây là việc hệ trọng mà. Được rồi, để em nghĩ. Em nghĩ kỹ rồi, em không thể nhận sự ban ơn này của anh được. Sao Dân có thể nói như vậy? Anh yêu em. Anh yêu em từ lâu lắm rồi. Em được từ chối anh. Anh Tình, anh là người tốt. Và có thể anh cũng từng rung động với em. Nhưng em nghĩ, thật ra bây giờ em không có quyền lựa chọn. Em, dù sao thì em cũng phải nói thật tình. Em chỉ rất quý anh thôi. Quý anh như một người bạn tốt, tốt nhất. Chị Dân kìa. Sao rồi, khỏe chưa chị? Chào chị. Khỏe chưa chị? Cảm ơn. Em gửi chị nè. Em gửi chị này hả? Chồng đã luôn á nha. Ý mà kỹ luôn đó. Không biết chị ra diện ha. Ủa mà chị Dân, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Quận sẽ xây nhà máy thuộc gia trên khu Mã Bất Vọng á. Có chuyện đó sao? Trời ơi, ba chị là phó chủ tịch quận,
phụ trách mảng này mà chị không biết chuyện đó hả? Hay là chị hỏi ba chị thử đi. Đúng rồi, chị hỏi thử coi sao. Hỏi thử đi chị. Alo, ba hả? Con nghe nói là quận có chủ trương xây dựng nhà máy thuộc gia ở trên khu mã bất vọng phải không ba? Làm sao có thể xây dựng nhà máy thuộc gia ở trên đó được chứ? Cách quận chỉ có 10 km. Không, nhất định là không thể được. Hương, giúp mình thanh toán viện phí nha. Vâng, em còn yếu mà. Không, em khỏe rồi, thiệt đó. Nào các bạn, chúng ta đi nha. Dạ, mình đi với chị. Bà ở nhà nghe. Ừ. Tôi đi làm đây. Bác Việt! Bác Việt ơi! Ủa gì vậy Út? Vô đây, vô đây. Chuyện gì mà hốt qua hốt quảng vậy mày? Bác Việt đi đâu á? Thì tao đi làm. Bữa nay tao đào ở chỗ cuối nghi địa. Bác không biết gì hả? Hoảng rồi. Ủa sao lại hoảng? Người ta cấm chứ sao. Mà lâu nay người ta vẫn cấm, mà tao vẫn cứ chôn có sao đâu. Nhưng bây giờ thì khác. Giờ người ta cho người canh nghiêm lắm. Nghe nói người ta sắp xây nhà máy ở đây đó. Người ta sẽ đuổi hết dân đi luôn á. Nó hoài. Mà có xây dựng được gì đâu. Quy hoạch treo hồi lúc mày còn chưa đẻ ra nữa kìa. Ừ. Nhưng mà lần này thì khác rồi. Rồi bác xem. Được rồi, để tao coi. Rồi hôm nay mày có đi làm với tao không? Không. Mày không đi? Thiệt đó hả? Thiệt. Mày không đi tao đi. Ở đây mà tao không đào, tao lấy cái gì tao bỏ vô miệng tao ăn. Hôm nay tôi nghe tin quận sẽ cho xây dựng nhà máy thuộc gia trên khu mã bất vọng. Tôi lấy làm thất vọng vô cùng. Là một kiến trúc sư, tôi đã từng ước mơ khu đó sẽ là khu công viên trồng toàn cây xanh, và xung quanh đó sẽ mọc lên những khu nhà cao tầng để thay thế cho những ngôi nhà ổ chuột của những hộ dân nghèo quanh năm lam lũ.
Alo, cái gì? Khuya rồi, hả? Trời ơi, vậy sao? Hôm nay tôi nghe tin quận sẽ cho xây dựng nhà máy Thuộc Gia trên khu mã Bất Vọng. Tôi lấy làm thất vọng vô cùng. Là một kiến trúc sư, tôi đã từng ước mơ khu đó sẽ là khu công viên trồng toàn cây xanh. Và xung quanh đó sẽ mọc lên những khu nhà cao tầng để thay thế cho những ngôi nhà ổ chuột của những hộ dân nghèo quanh năm lam lũ. Cho tờ báo anh. Đây nè, đây nè. Đây. Cảm ơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Việc xây dựng nhà máy Thuộc Gia trên khu mã Bất Vọng. Ơi, con này nó giết tôi rồi. Trời ơi, trời. Anh bị làm thật hả? Anh đã đọc được bài báo sáng nay chưa? Anh đọc rồi. Kiểu này chắc là sôi hỏng bỏng không quá. Thôi anh yên tâm đi, chắc không sao đâu. Báo chí viết như vậy mà em nói không sao? Thì bao nhiêu vấn đề báo chí viết hết ra đó rồi. Các dĩ ấy triển khai cái nhà máy lớn như vậy, tiền bôi trơn không có ít đâu. Mấy bài báo đó mà nhầm nhò gì? Em nói cũng có lý đó. Vậy sáng nay em định làm gì? Anh để em trực cơ quan cho. Anh đến đó nghe ngóng thế nào, rồi xem giúp họ một tay mới được. Em chỉ được cái nói đúng. Có gì anh nhớ gọi cho em nha. Anh đi nha. Bà hết biết con luôn. Đang ở nhà cửa đàng hoàng không chịu, đi ở nhà mướn vậy nè. Bà à, nếu bà đến đây để mà phàn nàn con về chuyện đó thì con không hoan nghênh đâu. Con đi ở nhà thuê chật chội nhưng lương tâm con thanh thản, không như người ta. Nhưng mà tại sao con viết cái bài đó trên blog chi vậy? Để cho mấy ông già báo, mấy ông lấy mà ông đăng lung tung. Chuyện như vậy có thể bí mật được sao ba? Trời ơi, không bí mật thì cũng không phải là nóng sốt, cũng không phải là mũi nhọn để người ta tập trung vô. Con khuyên ba nên nghĩ đến đại cuộc, đến tương lai. Ba bỏ dự án đó đi. Mày tự tao ngu hả? Tao để cho nó xây nhà máy ở đó à? Ai bắt được ba? Họ nắm được cán rồi đó. Ba mà không làm theo họ thì chẳng những mất hết mà có khi tại vì ba chủ quan. Ba hãy ngừng lại đi. Trễ rồi. Thức tỉnh không bao giờ muộn hết ba. Tới giờ này mày cũng như còn sống ở trên mây à. Sinh ra và lớn lên trong giàu sang sung sướng, mày không biết cái nỗi khổ của người khác. Ba và con đi hai con đường khác nhau quá rồi. Bây giờ con cần phải nghỉ ngơi. Chị Tư ơi. Dạ. Chị ra mở cửa đi. Dạ. Trời. Cá không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ trăm được con hư mà.
tôi xin giới thiệu với bà con xuống dự cuộc họp của chúng ta hôm nay. Có anh Thạc, đại diện cho Ủy ban Nhân dân quận. Anh Nam, đại diện cho Ban Giải phóng Mặt bằng. Tôi là Thình, phụ trách nhà đất của phường ta, chắc bà con cũng đã biết. Sau đây, tôi xin nhường lời cho anh Thạc, có ý kiến với bà con. Thưa bà con, khu Mã Bất Vọng đã từ lâu có kế hoạch giải tỏa, vì nhà nước chưa có kinh phí. Nay chúng tôi đã có kinh phí, sẽ tiến hành thủ tục đền bù cho bà con. Với chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm, nên giá trị bồi thường không bằng giá thị trường, mong bà con thông cảm. Tôi có ý kiến. Bác Chương, cứ để cho anh Thạc nói hết đã. Cứ để bác Chương nói. Tôi muốn biết quận không bồi thường 100% theo giá thị trường thì được khoảng bao nhiêu phần trăm? Cho tôi hỏi, nhà của bác là lấn chiếm trái phép hay là có sổ đỏ rồi? Anh hỏi như vậy là có ý gì? Nếu nhà của bác lấn chiếm trái phép thì chỉ nhận được tiền hỗ trợ mà thôi. Ở cái khu đất Mã Vọng này mấy ai mà có sổ đỏ? Có nhà tôi. Ừ, tôi có. Tôi thì quận ủy đã hứa và sắp tới cũng sẽ được cấp. Chúng tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, bây giờ đi chỗ khác thì biết làm cái gì mà ăn đây? Đền bù theo giá thị trường chúng tôi còn chưa chấp nhận, bây giờ nó đến hỗ trợ, nói thấy ghét quá. Nhà ông Việt với bà Sen ở đây đã lâu, ông bãi làm sao chúng tôi vậy? Đúng rồi, vậy đi. Hôm nay đáng lẽ vợ tôi đi họp, nhưng mà bà bệnh, thành ra tôi đi họp thay. Nói đúng ra người mà ở cái xóm Mã lâu nhất là vợ tôi á. Đó, mồ mã ông bà cha mẹ của bà còn ở đó, mà bà là người duy nhất còn lại, cho nên bà phải có trách nhiệm chăm sóc. Mà vợ tôi nói rồi, nhà tôi không có đi đâu hết trơn á trời á. Bây giờ nhà nước á bồi thường cao lắm, mấy ông quận ăn chặn của dân hết rồi. Thành ra ông đừng ăn nói hồ đồ vậy nha, nói như vậy là không có được đâu đó. Thôi, không có hợp hội gì hết, đi về. Thôi đi về. Chán cái chỗ đó, không giải quyết được gì hết á. Đi về, nghỉ ngơi cho nó khỏe. Sao anh Nam, anh có ý kiến gì nữa không? Theo tôi thấy thì phải phân loại những người ở trên khu Mã Bất Vọng ra. Thứ nhất là những người đã ở lâu năm, có gốc, có rễ. Đa số là những người đã có sổ đỏ là loại một. Những người này thì chúng ta phải thuyết phục một cách mềm dẻo, chấp nhận chi tiền bằng nửa giá trị thị trường. Loại thứ hai là những người ở lâu nhưng mà giấy tờ còn vướng mắc. Những người này thì chúng ta cứ cư xử bình thường. Còn lại loại thứ ba là những người mới đến. Họ là những người có tiền án tiền sự. Theo tôi thì ta bồi dưỡng cho họ chút đỉnh. Nếu ai mà ngang bướng sẽ nhờ bên công an mạnh tay giải quyết. Ừ, phải đó. Theo tôi nghĩ, đã làm thì phải cương quyết. Mấy người này họ cứ nhìn nhau. Chúng ta nhường nhịn cho một người thì y như rằng họ sẽ súng lại mà đòi hỏi.